quan niệm của nhiều người và theo quan điểm thẩm mỹ của các chuyên gia, nếu như thái dương bị hóp sẽ khiến gương mặt không được hài hòa và tươi trẻ. Hóp thái dương hiện đang là nỗi niềm của rất là nhiều người, từ nam cho đến nữ, ở mọi độ tuổi khác nhau. Chính vì thế đã có phương pháp thẩm mỹ độn thái dương để làm vùng trán tràn đầy và gương mặt trở nên trẻ trung hơn. Và trước khi thực hiện độn thái dương thì bạn hãy cùng Blog Đẹp đi tìm hiểu về độn thái dương là gì, những câu hỏi thường gặp về độn thái dương bạn nhé. 1. Thái dương ảnh hưởng đến khuôn mặt như thế nào? Vùng thái dương là vùng tiếp giáp giữa đường chân tóc, trán và phần xương hốc mắt. Những người có thái dương đầy đặn sẽ sở hữu một gương mặt cân đối, hài hòa và thanh tú hơn so với những người có phần thái dương bị hóp. Tuy nhiên thì có rất nhiều nguyên nhân bị hóp thái dương, như bị hóp thái dương do tuổi tác hoặc là bị hóp thái dương bẩm sinh. Và dù là nguyên nhân bị hóp thái dương nào đi chăng nữa thì cũng có cách giải quyết chỉ với phương pháp độn thái dương. 2. Độn thái dương là gì? Vì sao cần độn thái dương? Phương pháp độn thái dương là đưa chất liệu độn vào bên trong phần thái dương bị lõm để làm đầy vị trí lõm. Và vật liệu độn là dạng chất mềm dẻo tương thích với cơ thể để tránh biến chứng. Và thường thì chúng có dạng dẹt, độ dày khác nhau tùy theo độ lõm. Những bệnh viện độn thái dương uy tín thì sẽ thiết kế chất liệu độn để tương thích với vùng thái dương của từng người mà vẫn tự nhiên và kín đáo nhất. 3. Độn thái dương có nguy hiểm hay không? Với mọi phương pháp làm đẹp tiên tiến nhất, có rất nhiều người vẫn băn khoăn không biết là độn thái dương có nguy hiểm hay không. Và so với những phương pháp làm đẹp khác như là tiêm filler, nâng mũi, độn cằm thì độn thái dương có phần đơn giản hơn và chất liệu độn cũng tương tự với phần tổ chức thật ở trên khuôn mặt. Bên cạnh đó, phương pháp độn thái dương được thực hiện dưới lớp sâu, cách xa phần dây thần kinh và mạch máu, cho nên độn thái dương sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn. 4. Các phương pháp độn thái dương. Độn thái dương hiện nay được thực hiện với rất nhiều phương pháp, mỗi phương pháp có những ưu và nhược điểm riêng. Giá độn thái dương ở từng phương pháp thì cũng khác nhau, và đây là 3 phương pháp độn thái dương phổ biến nhất hiện nay. Thứ nhất, tiêm filler độn thái dương. Tiêm filler độn thái dương là phương pháp độn thái dương phổ biến vì không cần phẫu thuật. Mặt khác, độn thái dương bằng cách tiêm filler thì có cách thực hiện rất là đơn giản và cho kết quả ngay sau khi làm. Chính vì thế, nếu bạn không có nhiều thời gian để nghỉ dưỡng sau khi độn thái dương thì có thể chọn phương pháp tiêm filler để độn thái dương. Và khi tiêm filler độn thái dương, bác sĩ có thể điều chỉnh chất liệu độn để phần thái dương được đều đặn và cân đối hơn. Phương pháp thứ hai, tiêm mỡ tự thân độn thái dương. Phương pháp tiêm mỡ tự thân độn thái dương sử dụng mỡ tự thân trong cơ thể, rồi qua quá trình ly tâm sẽ loại bỏ được tạp chất và sau đó tiêm lại vào vùng thái dương bị lõm. Và để thực hiện độn thái dương bằng mỡ tự thân thì phức tạp hơn vì phải cần thiết bị chiết tách và sàng lọc mỡ hiện đại, đảm bảo quy trình chuẩn y khoa. Và chính vì thế, nếu khi tiêm mỡ tự thân độn thái dương thì bạn cần lựa chọn những cơ sở y khoa uy tín để đảm bảo an toàn nhất. Phương pháp thứ ba, độn thái dương bằng sụn ergonomic cao cấp. Phương pháp độn thái dương bằng sụn ergonomic cao cấp thì là phương pháp hiện đại nhất. Sụn ergonomic được nhập khẩu trực tiếp từ nước ngoài, có cảm quan mềm mại giống như sụn tự thân, cho nên khi độn thái dương bằng sụn ergonomic thì sẽ cho kết quả rất đáng ngạc nhiên. Sụn ergonomic mang đến cảm giác tự nhiên, không bị đờ cứng như những chất liệu truyền thống khác. 5. Ai nên độn thái dương? Tuy độn thái dương là tiểu phẫu nhẹ nhàng, nên nếu bạn thuộc những nhóm người nên độn thái dương sau đây, thì bạn nên tiến hành độn thái dương để thay đổi thần sắc của khuôn mặt mình nhé. Thứ nhất, thái dương bị lõm sâu do lão hóa. Thứ hai, thái dương bị hóp bẩm sinh. Thứ ba, người sở hữu gương mặt hình trái lê cần được khắc phục. Thứ tư, da vùng thái dương trùng nhão, nhăn. Ngoài ra, nếu bạn đã từng thực hiện độn trán thì cũng có thể độn thái dương để tạo nên vầng trán đẹp toàn diện hơn nhé. 6. Lưu ý sau khi độn thái dương. Thứ nhất, cho địa điểm thẩm mỹ uy tín, bác sĩ có trình độ chuyên môn cao. Thứ hai, nên tuân thủ đơn thuốc chỉ định của bác sĩ và vệ sinh vết thương theo chỉ định. Thứ ba, nên chườm ấm, chườm mát để giảm sưng hoặc là bầm. Thứ tư, kiêng nước và vết thương sau khi độn thái dương từ 5 đến 7 ngày. Thứ năm, tránh vận động mạnh trong 3 tuần đầu sau phẫu thuật độn thái dương. Thứ sáu, độn thái dương nên kiêng các món như là rau muống, thịt bò, thịt gà, hải sản, đồ nếp, vân vân để tránh gây sẹo lồi, sẹo xấu. Thứ bảy, sau khi độn thái dương phải đi khám và cắt chỉ theo đúng lịch hẹn. Và cuối cùng, nếu thấy có dấu hiệu bất thường thì nên đi khám ngay để được điều trị kịp thời. 7. Độn thái dương có ảnh hưởng nhân tướng học hay không? Theo như nhân tướng học, người có vùng thái dương bị lõm vào
thường không có trí tiến thủ, dễ nản lòng, làm mọi việc không tới chốn. Cho nên xét về nhân tướng học thì thái dương bị lõm sẽ không thuận buồm xuôi gió trong con đường sự nghiệp và không thể làm được những việc đại sự. Ngoài ra, nếu thái dương lõm xuống thường lộ lên gò má cao, và đối với phụ nữ thường mang quan niệm của tướng sát phu và lận đận trong tình yêu và hạnh phúc gia đình. Chính vì thế nhiều người bị lõm thái dương, cả nam và nữ đều có mong muốn làm đầy thái dương để có thể thay đổi vận mệnh cuộc đời. Và với 7 điều cần biết về độ thái dương như trên, hy vọng bạn sẽ sớm quyết định độ thái dương để có thể thay đổi chính mình. Và video hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai nhé!